Còn điếm Diệp Oản Oản dám bắt cóc chúng ta, còn tra tấn ép cung nữa. Nó dám đụng tới mình, chẳng khác nào ngang nhiên đánh thẳng vào mặt của ngài Lưu. Mình phải đi gặp ngài Lưu. Các người là ai? Tôi là Lương Mỹ Huyên đây. Chúng tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp ngài Lưu. Lương Mỹ Huyên, sao hai người lại thành ra như vậy? Chúng tôi bị bắt cóc, khó khăn lắm mới thoát được. Ai ngoài kia đấy? Ngài Lưu là cô Lương và ông Hoàng, cho họ vào. Két. Có chuyện gì? Lưu Hải Thành, lão đại Hồng Hưng Hội. Con điếm Diệp Oản Oản đó quay về Trung Quốc rồi. Không những vậy còn bắt cóc và ép cung chúng tôi. Không ngờ là con nhóc kia cũng có gan đó. Không những nó bắt cóc hai người, mà phim trường của Diêu Giai Văn cũng bị nó phá rồi. Ngài Liêu, đừng chỉ có mỗi cảnh cáo con nhỏ đó rồi cho qua. Nhưng mà lời khai của chúng tôi lại nằm trong tay nó. Nếu như nó thắng kiện... Lo cái gì? Không lẽ... Phải cần mấy người dạy tôi mới xử lý được chuyện này chắc. Reng reng reng. Alo, ai đấy? Liêu Hải Thành. Không biết là hiện tại đứa con trai Liêu Gia Kỳ của ông đang ở đâu đấy? Gia Kỳ đâu? Không biết là thiếu gia Gia Kỳ đã đi đâu. Điện thoại cũng tắt máy. Rốt cuộc ngươi là ai? Muốn cái gì? Ha, Liêu Hải Thành. Con trai của ông hiện đang trong tay tôi. Tôi hy vọng. A, đừng đánh nữa mà, cứu với. Ba, mau cứu con, còn chết mất. A, Gia Kỳ. Nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì thì cô sống không yên với tôi đâu. Liêu Hải Thành, không cần tôi phải nói thì chắc ông cũng biết thân thế của tôi. Chuyện của tôi và công ty giải trí Hoàng Thiên không có liên quan gì đến Hồng Hưng Hội của ông. Mong ông đừng xen vào. Ba, mau đồng ý với cô ta đi. Nếu không con chết mất bà. Lúc nãy thì nhìn như sắp chết, còn bây giờ lại tự tát mình muốn xưng nát cái mặt. Được, tôi đồng ý với cô. Tôi tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của công ty giải trí Hoàng Thiên. Còn nữa, chuyện tôi làm tôi chịu. Đừng đụng đến vợ con tôi. Mong cô đừng có làm hại con trai tôi nữa. Nếu không tôi sẽ chôn sống cả nhà cô luôn đấy. Liêu Hải Thành, tôi chẳng có hứng thú gì với con trai của ông. Chỉ cần ông ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ đảm bảo con trai của ông được an toàn. Tự làm tự chịu, không động đến vợ con sao? Đàng hoàng nhỉ. Thế sao lúc bắt cóc Giang Yên Nhiên chẳng có chút nương tay nào vậy? Tút tút tút. Ngài Liêu, đều tại công ty giải trí Hoàng Thiên của mấy người mới làm liên lụy đến con trai tôi. Đánh bọn họ rồi đuổi ra ngoài cho ta. Ngài, ngài Liêu, bốp. Khoan đã, có gì từ từ nói. Chát, a, cứu tôi với, bốp. Người anh em diễn xuất tốt đó, quả nhiên là một nhân tài. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cậu có thể đi rồi. Tôi không đi. Thả cậu đi còn không đi hả? Đó giờ chưa thấy ai như cậu đâu. Mấy người xài tôi xong rồi lật mặt vứt tôi đi hả? Sao lại vậy được? Tôi cứ ở đây đấy, không đi đâu hết. Ui, sao thấy mấy lời này cứ sai sai đâu á? À đúng rồi, mọi người nên cẩn thận với Hoàng Thiên đi. Hiện tại họ đang có qua lại với công ty giải trí ngôi sao đó. Biết tập đoàn ngôi sao không? Công ty giải trí ngôi sao là công ty con của họ đó. Công ty giải trí ngôi sao sao? Công ty giải trí ngôi sao là vua trong thế giới giải trí quốc tế. Dưới công ty lại có vô số các siêu sao giải trí. Không có bất kỳ công ty giải trí nào có thể so được với ngôi sao. Hơn nữa, nghiệp vụ của họ cũng phủ sóng rất rộng. Thủ đoạn vương thấu tận trời xanh. Được coi là một gã khổng lồ. Vậy xem ra, cũng hơi hóc búa nhỉ? À đúng rồi, Minh Chủ, có một chuyện tôi quên nói với cô. Thật ra, tập đoàn ngôi sao... là sản nghiệp của nhị trưởng lão tại khu vực châu Á. Hả? Tập đoàn ngôi sao là sản nghiệp của nhị trưởng lão tại khu vực châu Á. Minh Chủ, thật ra những trưởng lão của Không Sợ Minh chúng tôi ngoài độc lập châu ra thì đều có sản nghiệp riêng của mình. Đại trưởng lão thì có rất nhiều công ty tại châu Âu, tôi thì ở Bắc Mỹ.
Thế lực khó nắm bắt của công ty giải trí ngôi sao lại là một nhánh của Không Sợ Minh tại châu Á sao? Rốt cuộc thì Không Sợ Minh có bao nhiêu chuyện mà mình không biết đây? Đã nói tới đây rồi thì hay là Minh Chủ đến công ty giải trí ngôi sao xem thử. Minh Chủ, tôi sẽ liên lạc với nhị trưởng lão để ông ta sắp xếp tiếp đón. Nếu như có công ty giải trí ngôi sao giúp đỡ thì chuyện của mình sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Được, vậy đi thôi. Khi nãy mấy người này không hề nhắc đến họ là ai. Bây giờ nghe họ nói thì hình như mấy người này là người của Không Sợ Minh. Sao có cả hai cậu nữa vậy? Sao nào, tại sao chúng tôi không được đi cùng Phong Tỷ? Không cần canh cậu ta à? Tam trưởng lão, tên này mà cũng cần phải canh sao? Bây giờ ông có dùng gậy đuổi cậu ta đi, cậu ta cũng sẽ không đi đâu. Nữ thần bắt cóc mình là Minh Chủ của Không Sợ Minh sao? Người ta mà biết chuyện này thì mình có mà nở mày nở mặt suốt đời. Qua, wow, ngước đầu lên nhìn cũng chẳng thấy nóc đâu. Ui chào, lão nhị giàu quá ta. Giàu thì sao, giàu thì hay lắm mà, hứ. Hay thật mà. Nhưng mà nhị trưởng lão vẫn không so được với đại trưởng lão và tam trưởng lão đâu. Không lẽ đại trưởng lão và tam trưởng lão còn giàu hơn cả nhị trưởng lão sao? Minh Chủ, tôi chỉ làm về lính đánh thuê thôi, nên thu nhập chắc chắn sẽ không bằng nhị trưởng lão được. Đúng, đúng, nhị trưởng lão dành vốn làm ăn, còn chúng tôi chỉ kiếm chút tiền cực khổ mà thôi. Phong Tỷ, nhị trưởng lão này đúng là không kính nghiệp gì hết, Không Sợ Minh của chúng ta tự kiếm tiền hồi nào, chúng ta đi cướp tiền của người khác mà. Có cần phải nói ra như vậy không? Cậu nói nhị trưởng lão như vậy là do lần trước ông ta không cho cậu mượn tiền, nên cậu ghi thù đúng không, Hải Hùng? Ha ha, lão thất à, dưỡng gì kỳ vậy? Tôi mà cũng cần phải mượn tiền của nhị trưởng lão sao? Tôi thiếu tiền sao? Nếu như tôi mà không có tiền, thì sao mà tôi có thể vung tay quá trán như thế được chứ? Cậu nói thì hay lắm, nhưng tiền cậu mượn tôi 3 năm trước thì cậu tính khi nào trả? Hay là cậu không muốn trả hả? Lão thất, cậu được lắm. Tôi chỉ hỏi mượn cậu có 200 tệ thôi, mà cậu lại bảo tôi là không muốn trả. Uổng công tôi hết tình hết nghĩa với cậu, chăm sóc cậu như con trai của mình vậy, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế. Có thật là chăm sóc như con trai của mình không vậy? Hình như cậu nhớ nhầm rồi, cậu mượn tôi 2 triệu lận đó. Đó là cả gia tài của tôi đấy. Bắt đầu, sao mà mất mặt dữ vậy? Tam trưởng lão, liên quan gì đến ông? Đây là bí mật của anh em bọn tôi. Lão thất, anh em chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. 200 tệ đó, về sau tôi sẽ trả cho cậu. 2 triệu, tôi biết rồi mà. Về rồi tôi sẽ nói Phong Tỷ trả cho cậu. Cái tên chết bầm này, sau khi đến Trung Quốc thì tự nhiên buông thả quá nhỉ. Tiền nó mượn mà kêu mình đi trả là sao? Thôi, làm việc chính đi. Mọi người tìm ai? Tạch. Họ là ai vậy? Phó thiếu, tôi cũng không rõ. Không biết họ đến đây làm gì. Soạt. Người đàn ông này khi nãy chẳng phải là Phó Minh Hy sao? Biết cũng nhiều đấy. Phó Minh Hy, nghệ sĩ được chú trọng bồi dưỡng của công ty giải trí tinh thần. Đã từng đứng trên sân khấu quốc tế, hiện tại đang là nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Đương nhiên rồi, mỗi lần lướt thấy tin tức mới của ngành giải trí thì đập vô mắt là cái tên Phó Minh Hy này, làm ảnh hưởng đến việc ngắm nữ thần của em. Đúng thật là. Xin chào, chúng tôi có hẹn với Châu Tổng, có thể phiền anh. Ô, kia chẳng phải là Diệp Bạch của chư thần thời đại sao? Cô là ai? Xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Tôi là Mercy, trợ lý của Phó Minh Hy. Mấy người này tới đây làm gì? Họ muốn gặp Châu Tổng. Gặp Châu Tổng sao? Hừ, sao thế? Diệp Bạch thua keo này ta bày keo khác cùng với họ à?
Tôi nghe Giai Văn nói cô đã cũng mất ngân quỹ của công ty bỏ trốn rồi mà. Không lẽ là tiêu hết tiền rồi sao? Công ty giải trí tinh thần không phải là nơi mà chó mèo nào cũng có thể chui vào được đâu, hiểu chưa? Chẳng trách cô ta lại khó chịu với mình như vậy, thì ra là có quen biết với Diêu Giai Văn, mà dường như quan hệ cũng khá tốt. Còn mẹ nó, cô nói ai là chó là mèo hả? Sao, mấy người muốn kiếm chuyện à? Bảo vệ đâu? Đuổi họ đi cho tôi. Bốp. Các người muốn làm gì? Bộp. Soạn. Phó thiếu, cứu tôi với. Các người là ai? Dám tới đây làm loạn à? Ông là Châu Tổng sao? Mấy người là ai? Sao vậy? Nhị trưởng lão không có nói với ông là chúng tôi sẽ tới à? Họ là... Ha ha ha, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà. À, vứt. Mắt của cô bị mù à? Có biết đây là ai không mà dám vô lễ như vậy? Cô bị đuổi việc. Bây giờ, ngay lập tức, cút đi cho tôi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại vô duyên vô cớ đuổi việc mình? Ông nói cái gì? Đuổi việc mơ gì? Phó thiếu, phải phạt người phụ nữ này thôi. Ai có nói gì cũng vô dụng. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Đưa cô ta ra ngoài. Xinh xinh xinh. Đã đón khách, thưa giám đốc phó. Ông nội gọi đến à? Phó Minh Hy là cháu của nhị trưởng lão sao? Ha ha ha, chào mừng Minh Chủ đến với công ty giải trí ngôi sao. Minh Chủ, người là Bạch Phong, Bạch Minh Chủ sao? Đúng vậy, sao tự nhiên cậu ta bất ngờ vậy? Bộ chúng ta quen nhau à? Minh Chủ, người có nhớ không? Tôi với người đã có hôn ước đấy. Phụt. Hôn ước, còn có vụ này nữa hả? Sao ở đâu mình cũng có hôn ước vậy? Người không nhớ sao, năm trước ông nội tôi đã đính hôn cho tôi với người rồi. Lúc đó ông nội cũng cho người xem hình của tôi rồi đấy. Người cũng đã đồng ý rồi. Bộp, đúng vậy, Phó Minh Hy đã thuộc về Minh Chủ từ lâu rồi. Chẳng qua là mấy năm nay Minh Chủ không có ở Độc Lập Châu, cho nên chuyện hôn sự vẫn còn kéo dài cho đến bây giờ. Đính hôn với mình? Rồi cái gì mà thuộc về mình chứ? Đừng có nói mấy cái chuyện đáng sợ như vậy có được không? Minh Chủ yên tâm, tuy rằng Minh Hy là người trong showbiz, nhưng từ trước đến nay thằng bé vẫn luôn biết giữ mình, không nhiễm bất kỳ thói hư tật xấu nào. Minh Chủ vừa mới về, bận quá nên vẫn chưa có dịp nhắc tới. Bây giờ hai người đã gặp nhau rồi thì cũng đã đến lúc. Đó là chuyện đương nhiên. Ở bên cạnh Minh Chủ là ước nguyện cả đời này của tôi. Tôi sẽ mãi mãi thuộc về Minh Chủ. Minh Hy, nếu như con có phước được gả cho Minh Chủ thì sau này cả cái không sợ Minh này đều là của con rồi. Ông nhị trưởng lão này có hơi quá thẳng thắn không vậy? Tôi không đồng ý hôn sự này. Tên này chỉ có mỗi cái đẹp trai thôi. Thà vậy Minh Chủ cưới lão thất còn hơn. Soạt. Nhị trưởng lão, ông thật vô liêm sỉ. Đúng vậy. Nếu như Phó Minh Hy trở thành chồng của Minh Chủ, thế há chẳng phải là cả cái không sợ Minh này sẽ thuộc về tay nhị trưởng lão sao? Minh Chủ, cháu trai tôi cũng là một nhân tài đấy, người xem. Minh Chủ, người nghe tôi nói tôi cũng... Đủ rồi, tôi đến đây để khảo sát, không phải đến để lập hậu cung. Nghiêm túc. Nhìn mặt tôi giống người sẽ chọn trai đẹp để cưới lắm sao? Đương nhiên là không giống rồi, Phong tỷ là người như thế luôn mà. Nếu như không phải thì chắc chắn là do không đủ đẹp thôi. Nín cái họng lại đi được không? Nếu như Minh Chủ đã nói như vậy rồi thì chuyện hôn ước mình sẽ nói sau vậy. Châu Tổng, trong khoảng thời gian Minh Chủ ở Trung Quốc, cả cái công ty giải trí ngôi sao sẽ do Minh Chủ quản lý, không được trái lời. Dạ phải, cảm ơn giám đốc phó đã tin tưởng, cảm ơn Minh Chủ đã tin tưởng. Minh Chủ, tôi rất dành Trung Quốc, nếu như người muốn đi ăn hay đi đâu chơi thì cứ việc nói với tôi sẽ sắp xếp cho. Nghe ta nói này cái tên kia, bớt ra rẻ đi.
Ngươi chỉ muốn có được không sợ Minh thôi. Tôi rất là trung thành và tận tụy với Minh chủ. Nếu như tôi kết hôn với Minh chủ thì lúc đó tôi đã thuộc về Minh chủ rồi. Không sợ Minh là của ai thì có gì khác nhau đâu. Minh chủ, tôi nghe điện thoại của quản lý đã. Xeng xeng xeng, có cần phải báo cho mình từng chút một như vậy không? Alo, có chuyện gì? Minh Hy, không lẽ cậu quên hôm nay là ngày gì rồi hả? Ngày gì? Hôm nay là ngày sinh nhật của Thiệu Hành. Không phải trước đó nói tôi đã nói với cậu rồi sao? Dù gì Thiệu Hành cũng là cháu ngoại của phó tổng tập đoàn ngôi sao. Cậu qua đó chung vui chút với Thiệu Hành đi, có lợi cho cậu đấy. Xem ra chuyện phó Minh Hy là cháu trai của nhị trưởng lão là một bí mật nội bộ. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, cô từ chối giúp tôi đi. Minh Hy, có mặt một lát thôi là được rồi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. À còn nữa, chẳng phải cậu để ý ảnh hậu Kim Lan sang Yên Nhiên sao? Hôm nay các nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại cũng có mặt ở đây đấy. Ba láp ba xàm. Sao tôi có thể để ý người con gái khác được chứ? Ai tung tin đồn nhảm vậy? Muốn chết hả? Minh chủ, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Người quản lý đó nói xàm thôi. Tôi còn chưa yêu ai nữa cơ mà. Ngắt ngang. Khi nãy người quản lý của cậu nói là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành sao? Chẳng qua chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh thôi, nhưng lại dám tự xưng là thái tử gia của tập đoàn ngôi sao. Hứ. Hàng thật giá thật như tôi đây còn chưa nói gì, còn tép diêu như cậu ta thì có là cái gì chứ? Bây giờ Thiệu Hành là nghệ sĩ của công ty giải trí Hoàng Thiên à? Trước đây là của công ty giải trí ngôi sao, nhưng vì không hợp nên mới đến Hoàng Thiên. Toàn nhờ ké nhiệt nên mới nổi đấy. Dù gì thì bây giờ cũng chẳng có việc gì, chúng ta đến tiệc sinh nhật của Thiệu Hành xem sao. Trước đây có nghe nói Thiệu Hành là con át chủ bài mà Diệp Y Y dùng để áp chế Chư Thần Thời Đại, đúng lúc đi xem cậu ta thử như thế nào. Cái gì, người muốn đến bữa tiệc sinh nhật của Thiệu Hành sao? Minh chủ, không phải người đã thích Thiệu Hành rồi đấy chứ? Nếu không thì tại sao lại hứng thú với Thiệu Hành như vậy, còn hỏi nhiều như thế được? Nghĩ gì vậy trời? Tôi có nói câu nào là thích Thiệu Hành đâu. Cậu nghĩ hơi xa rồi đó. Chẳng qua là mấy hôm nay cũng có mấy người bạn của tôi ở bên đó. Vậy sao? Thế thì được. Không thành vấn đề, để tôi sắp xếp cho. Nhưng mà Minh chủ à, người không có thiệp mời, không biết rằng người có ngại làm bạn đồng hành cùng tôi vào buổi tiệc không? Sao cũng được. Minh chủ đồng ý làm bạn đồng hành của mình, như thế cũng có nghĩa là Minh chủ đã ngầm thừa nhận thân phận của mình rồi. À đúng rồi, Minh chủ, đã có tôi chăm sóc, mấy người về đi. Hơn nữa tôi cũng không có nhiều thiệp mời đâu. Chăm sóc cái quần què, ta thấy người bảo vệ của riêng thì có. Cần gì thư mời, ta xem ai dám cản ta. Bắt đầu, đây là Trung Quốc, không phải Độc Lập Châu. Tất cả mọi thứ đều phải có quy tắc của nó. Cậu không hiểu thì cũng đừng có nên gây thêm rắc rối cho Minh chủ. Người nói cái gì? Ta không hiểu, ta gây thêm rắc rối cho Minh chủ. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bắt đầu, mọi người ra ngoài đợi tôi đi. Hí hí. Con mẹ nó, không lẽ để cho tên nhóc đó lên nắm quyền thật hả? Lão thất, mau nghĩ cách gì đó đi. Minh chủ, đợi tôi với. Cậu lo xa quá. Sao lại lo xa? Cậu thử nhìn tên nhóc kia xem, muốn dính chặt lên người Phong Tỷ luôn vậy. Gu của Phong Tỷ không có thấp như vậy đâu. Hả? Vậy mà thấp đó hả? Tính ra thì thằng nhóc Phó Minh Hy kia cũng đẹp trai đó chứ. Thật sự là rất nguy hiểm đó. Phòng làm việc của Chư Thần Thời Đại. Anh Thiên Vũ, tôi nói cho anh nghe, lúc đó Diệp Ca rất dứt khoát. Á, vô cùng ngầu. Diệp Ca đã vượt nắng ngược gió, băng qua những dải cầu vồng rực rỡ để cứu tôi thoát khỏi binh đoàn hàng ngàn vạn con ngựa chiến. Siêu Dài Văn và những tên côn đồ to cao ấy bị đánh đến tơi bời hoa lá luôn. Vậy sao? Đương nhiên rồi, ngầu lắm luôn đó. Thật là tiếc khi anh không chứng kiến được cảnh đó. Tất nhiên rồi, cảnh tượng này chỉ có tôi mới có thể thấy được mà thôi. Người Diệp Ca yêu thương nhất chính là tôi. Đồ ngốc, tôi nói cho cậu biết, cậu có biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Ca đã vượt nắng ngược gió, băng qua những dải cầu vồng rực rỡ để cứu, nín cái họng đi. Cậu đã nói 800 lần rồi đó.
Hơ hơ, ghen tị hả? Hình như đang ghen tị với tôi, phải không? Cạch. Yên nhiên, tôi nói cho cô nghe. Bầu không khí lúc đó hết sức căng thẳng. Bổn thiếu gia, được rồi, cậu tha cho tôi đi. Tôi biết Diệp ca của cậu vừa ngầu vừa thương cậu rồi. Diệp ca lần này hơi phách lối, không giống với cách làm việc thường ngày của cô ấy. Lấy đá chọi với đá, Diêu Giai Văn bằng hai tên hung ác kia. Tuy là hạ giận, nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Do anh không chứng kiến, thôi, hai người đi cùng với Diệp ca, như cao thủ võ lâm ấy, lấy trứng chọi đá. Biết là như vậy, nhưng đối phương lại là Hồng Hưng hội đấy, Diêu Giai Văn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Có gì nghiêm trọng đâu, Diệp ca cũng quay về rồi, lo gì chứ, tôi chỉ cần tiếp tục phụ trách mảng xinh đẹp như hoa là được rồi. Đứng đó tám chuyện cái gì vậy, rảnh rỗi quá nhỉ, không cần làm việc nữa đúng không? Tiệc sinh nhật của Thiệu Hàng sắp bắt đầu rồi, không lẽ để Thiệu Hàng nhà tôi phải đợi mấy người hay sao? Phụng Huynh, cô nói chuyện với ai vậy? Một đàn chó hết thời như các người mà còn dở giọng chảnh với ai? Hừ, nếu như không phải Thiệu Hàng nhà tôi tốt bụng, xem như cùng một công ty. Thì mấy người, nghĩ mấy người có tư cách được mời đến biểu diễn trong buổi tiệc sinh nhật của anh ấy sao? Hừ, ai cùng công ty với cô chứ? Bớt tự giác vàng lên mặt đi. Chư thần thời đại của bổn thiếu gia làm sao có thể so sánh với công ty rác rưởi giải trí Hoàng Thiên chứ? Đúng là thiếu gia của công ty giải trí Hoàng Thiên cũng không sợ. Vậy tập đoàn tinh thần thì sao? Tập đoàn tinh thần thì cùng húc. Thôi biết rồi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Hừ, biết điều đấy. Nhanh lên chút, nếu mấy người làm chậm trễ khiến Thiệu Hàng phiền lòng thì đến lúc đó mấy người đẹp mặt. Anh Thiên Vũ, sao anh tự nhiên đồng ý với cô ta vậy? Chỉ là một cái buổi tiệc sinh nhật rách mà lại bắt bổn thiếu gia qua đó ca hát biểu diễn mua vui một tiết mục. Coi bổn thiếu gia đây là con hát à? Chính là tham gia một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, có sao đâu, ngành chúng ta vốn dĩ cũng hay có mấy loại xã giao như vậy mà. Tên Thiệu Hàng đó chẳng qua chỉ là một người mới ra mắt được mấy ngày. Nếu như tôi tới đó hát thật thì sau này còn mặt mũi mà nhìn ai trong làng giải trí nữa. Cùng húc, bỏ đi, chỉ hát một bài thôi mà, cậu nghĩ là hát cho chó nghe đi. Khi Thiệu Hàng cưỡng đoạt tài nguyên của chư thần thời đại thì chúng ta vốn đã không phối hợp. Thế nên điều Thiệu Hàng làm bây giờ chẳng qua là chỉ muốn sỉ nhục chư thần thời đại của chúng ta thôi. Tôi không hát đâu, muốn hát thì mấy người tự hát đi. Cùng húc, cậu nghe tôi nói. Tôi không nghe đâu, tôi không nghe. Cậu có thể không đi, nhưng tôi sẽ nói với Diệp ca, lúc cô ấy không có ở đây, cậu đã quen 13 cô bạn gái. Ế. Nói bậy, chỉ có 12 người thôi. Ủa khoan, chờ đã, tôi quen bạn gái hồi nào? Bổn thiếu gia luôn giữ mình trong sạch, không có người bạn gái nào cả. Tất cả mọi chuyện đều là do những người phụ nữ không biết xấu hổ tự đăng lên để ké miếng fam của tôi đấy. Cậu có thể thử để xem Diệp ca tin cậu hay là tin tôi. Lại là cái chiêu này. Lạc thần là cái đồ hèn hạ đê tiện. Tôi đi là được chứ gì? Wow, là Lý Hiểu Hàng, còn có cả Quách Gia và Phùng Khánh nữa, đây là ngôi sao hàng đầu quốc tế đấy. Kiều Khả Hân trước giờ không tham gia tiệc cá nhân mà cũng có mặt này. Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật của một nghệ sĩ tuyến hai mà thôi, có cần phải dùng bên khoa trương như vậy không? Anh giỡn hả? Thiệu Hàng là thái tử gia của tập đoàn tinh thần đấy, mấy người ở chư thần thời đại cũng chỉ đáng xách dép cho người ta mà thôi. Ông nói ai xách dép cho nó hả? 13 cô bạn gái. Còn mẹ nó chứ, có thôi đi không? Nhìn kìa, nhân vật chính đêm nay đến rồi. Thiệu ca sinh nhật vui vẻ, hôm nay nhìn anh đẹp trai quá. Thiệu công tử sinh nhật vui vẻ. Thiệu ca sinh nhật vui vẻ, tiểu thư Diệp Y Y bị bệnh không thể đến chung vui, nên cô ấy để tôi đại diện đi thay.
Gửi lời cảm ơn đến tiểu thư Diệp Y Y giúp tôi. Thiệu Hoàng sinh nhật vui vẻ. Đã chuẩn bị xong tiết mục rồi chứ? Đêm nay ở đây toàn là người có máu mặt không đấy. Đừng làm hỏng chuyện của tôi. Reng reng, reng reng. Mọi người đang ở bữa tiệc sinh nhật của Thiệu Hoàng à? Tin nhắn của Diệp ca. Diệp ca ca. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi đều đang ở đây. Sao Diệp ca lại biết vậy? Diệp ca ca đã hết bận rồi sao? Tôi sắp tới rồi. Diệp ca sắp tới đây. Diệp Bạch quay về như vậy thì sẽ thu hút lại được sự chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ đã khác xưa, liệu cô ấy có thực sự sẵn sàng đối mặt với những lời đồn ác ý đó hay không? Chợt, chư thần thời đại cái gì, đứng trước mặt Thiệu Hoàng thì cũng chỉ là tiếp siêu mà thôi. Phía sau Thiệu Hoàng còn có cả tập đoàn ngôi sao, mà lúc trước cùng húc kiêu ngạo như vậy, bây giờ đứng trước mặt Thiệu Hoàng cũng phải cúi đầu. Bây giờ còn ai có thể so sánh được với Thiệu Hoàng nhà ta nữa chứ? Hứ. Nào nào, Huỳnh tỷ, lũ khốn rác rưởi này làm sao có thể so sánh với Thiệu ca ca được chứ? Chẳng phải bây giờ chư thần thời đại là do Thiệu ca chống đỡ mới có thể miễn cưỡng mà duy trì được sao? Năm đó lúc quay chung Kinh Long, tiếng tăm mình thì lừng lẫy, còn Lạc Thần chỉ là một nghệ sĩ vô danh. Nhưng sau đó, bởi vì Diệp Bạch đã nâng đỡ tên phế vật đó trở thành nổi tiếng, còn mình thì lại bị mang tiếng xấu. Các người đợi đấy, tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá. Chưa đổ ông nghe, đã đi hàng tổng hả? Tôi và Lão Thất được chính tay minh chủ đào tạo ra đấy, cậu là cái thá gì chứ? Chính tay đào tạo ra thì sao? Năm đó, chính miệng minh chủ đã thừa nhận với tôi là vị hôn phu của ngày ấy đấy. Hơn nữa, mấy người lỗ mãng như vậy thì sao có thể phụ trợ được minh chủ? Xía, yếu đuối như cậu thì làm được cái gì? Phong tỷ, chị nói đi chứ, sau này có em thì không có cậu ta, có cậu ta thì không có em. Minh chủ bắt đầu ức hiếp người quá đáng, người nhất định phải phân xử cho tôi. Tôi còn có việc đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện. Ai, sao mà hồi trước mình lại mạnh miệng nói muốn lập hậu cung 3.000 người vậy ta? Bây giờ mới chỉ có hai người thôi mà đã như vậy rồi. Hậu cung là điều không thể, cả đời này cũng không được luôn. Lệch bịch. Diệp ca ca, bên này nè. Diệp Bạch của chư thần thời đại sao? Đây là buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Hàng, sao cô ta vào đây được? Diệp ca ca, cô tới đây làm gì? Chỉ là một buổi tiệc rác mà thôi, cô cũng quá xem trọng hắn ta rồi đó. Không sao, đến xem thử thôi. Qua bên kia ăn chút gì đó đi. Ồ, khách quý, không ngờ là quản lý Diệp cũng đến, thật lòng cảm ơn vì đã nể mặt như vậy, có kịch hay xem rồi. Nghe nói mấy ngày trước Giai Văn tỷ được cô chăm sóc rồi sao? Người phụ nữ này dám tới đây thật à? Xem ra là Diêu Giai Văn thấy phía bên Hồng Hưng hội không có động tĩnh gì nên đã đi mách lẻo với Thiệu Hàng rồi. Sao nào, quản lý Diệp quay về để cũng tiền đi lần nữa à? Tuy rằng không thể làm quản lý được nữa, nhưng với khuôn mặt này của cô thì kiếm được biết bao nhiêu là tiền. Phùng Huỳnh, cô im miệng đi. Ôi chà, chú cừu non này cuối cùng cũng bùng nổ rồi à? Thẹn quá hóa giận à? Sao nào, chẳng lẽ tôi nói sai cái gì sao? Cô, quản lý nhà anh tự nhiên hôm nay lại đến đây, không phải là vì muốn nịnh bợ Thiệu ca hay sao? Lúc trước thì nghênh mặt như muốn thống trị cả thế giới giải trí này vậy, bây giờ sợ rồi à? Hừ, cái này gọi là núi cao còn có núi cao hơn đấy. Có một số người thật sự là chẳng biết mình đang đứng ở đâu cả. Đang ôm cái khúc gỗ mục mà cứ tưởng mình ôm cục vàng, thật là nực cười. Chẳng qua là mấy người vẫn còn có chút giá trị lợi dụng thôi. Được làm bàn đạp của tôi cũng là diễm phúc của mấy người đấy. Phùng Huỳnh, cô mới là đang ôm cái khúc gỗ mục đấy. Diệp ca mới là người thống trị thế giới giải trí này đấy, thì sao nào? Mạnh miệng thế nhỉ, có phải bây giờ đến tập đoàn ngôi sao cũng phải nghe lời quản lý Diệp của mấy người hay không? Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Giữ vậy sao, tập đoàn ngôi sao phải nghe lời cậu ta đấy.
Nói mấy lời này trước mặt của người công ty giải trí ngôi sao, thật là vô tri ngu dốt. Tức cười thật đấy, ai cho cậu ta cả lá gan đó vậy? Cô Diệp, tôi thì không có bản lĩnh đấy, chỉ là hoài niệm chút quá khứ thôi. Hay là như vậy đi, đúng lúc tôi cũng đang thiếu một trợ lý, không biết cô Diệp có hứng thú hay không? Còn không mau cảm ơn Thiệu ca, đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Nhưng mà Thiệu ca, số lượng trợ lý của ngài đã đủ rồi mà. Đủ rồi. Tôi cũng không thiếu một chân chạy vặt, hay là để cô ta là trợ lý của tôi đi. Quản lý Diệp, cô sẽ không chê chức vụ thấp chứ. Nhưng mà hết cách rồi, yêu cầu của Thiệu Hàng đối với trợ lý rất cao. Với thực lực của cô thì chỉ có thể làm chân chạy vặt thôi. Ha ha ha. Còn mẹ nó, soạt. Thiệu công tử muốn mời tôi làm trợ lý sao? Chỉ e là không mời nổi thôi. Thiệu Hàng của chúng tôi mời không nổi. Giới giải trí này chẳng có ai mà Thiệu Hàng mời không nổi cả. Không lẽ cô muốn làm quản lý của Thiệu Hàng sao? Ngủ đi rồi mơ. Quản lý? Yêu cầu của tôi đối với nghệ sĩ cũng rất cao đó. E là Thiệu công tử không đủ tư cách đâu.